Ngày 5 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Đức tập huấn. Vào chiều ngày 4 tháng 6, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chốt danh sách 28 cầu thủ sang châu Âu đợt này. Đáng chú ý là Tùa Quân Huỳnh Như không bay cùng đội, Huỳnh Như sẽ bay sang Bồ Đào Nha bàn bạc với lãnh đạo Lang FC trước khi bay tiếp sang Đức hội quân cùng đồng đội. Trước khi bắt đầu chuyến tập huấn tại châu Âu để chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự đã đưa ra danh sách rút gọn gồm 28 cầu thủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Các cầu thủ sẽ tạm chia tay đội tuyển ở đợt này gồm Trần Thị Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Ngô Thị Hồng Nhung, Lê Thị Thủy Trang và Đinh Thị Thủy Dung. Trước đó, vào chiều ngày 3 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu tập với quân xanh là đội bóng đến từ Đại sứ quán Mỹ. Chung cuộc các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung giành chiến thắng 3-1 với các bàn thắng của Huỳnh Như, Thúy Hằng và Tuyết Ngân. Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 2 trận giao hữu trước khi lên đường sang Đức. Theo kế hoạch, 6 giờ sáng ngày 5 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ xuất phát từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tới sân bay quốc tế Nội Bài. Từ đây, đội sẽ đáp chuyến bay lúc 9 giờ 55 phút tới sân bay quốc tế Frankfurt, Đức. Do có một vài công việc cần xử lý với câu lạc bộ chủ quản Lang FC, đội trưởng Huỳnh Như sẽ di chuyển tới Bồ Đào Nha trước khi hội quân cùng toàn đội tại Đức. Sau mùa bóng năm 2022 đến năm 2023, hợp đồng thi đấu năm đầu tiên của Huỳnh Như tại Lang FC đã kết thúc. Từ những thể hiện ấn tượng của cô ở mùa giải vừa qua, nhiều khả năng thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được Lang FC gia hạn hợp đồng với mức thu nhập tốt hơn so với năm đầu tiên.